Fan ruột tung bằng chứng Phi nhung còn sống tại Mỹ. Mới đây một vị khán giả giấu tên cho biết Phi nhung hiện tại vẫn khỏe mạnh và việc cô mất vì Covid-19 chỉ là màn kịch đánh lừa dư luận. Ngoài ra vị khán giả này còn bí mật cung cấp cho chúng tôi là hình ảnh được cho là ca sĩ Phi nhung đã chụp gần đây. Cô cũng cho biết chính mình đã chụp nhận tấm hình đó cho Phi nhung. Sự việc sẽ chẳng có gì nhưng khi nhìn vào tấm hình thì có vẻ như ca sĩ Phi nhung đang rất hạnh phúc bên gia đình và dường như không hề quan tâm đến thị phi sau tên đồn mình qua đời. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thắc mắc liệu đây có phải là người giống người, chứ sự thật thì ca sĩ Phi Nhung đã mất vì Covid-19, còn tổ chức cả tàn lễ, làm sao có chuyện sống lại được. Nhưng nhìn kỹ hơn vào tấm ảnh thì người này giống Phi Nhung đến 99%, và đặc biệt bên cạnh còn có con gái Wendy, hiện tại trên cộng đồng mạng lại được một phen náo loạn bởi thông tin chấn động này. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Bệnh chuyển nặng, cô phải chuyển sang bệnh viện chợ rẫy vào tối 26 tháng 8. Trong những ngày cô Lâm bệnh nặng, người thân và bạn bè của Phi Nhung luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi các y bác sĩ tuyến đầu. Trong quá trình làm việc, nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với sắc cov 2 nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay vào một show diễn tại Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Phi Nhung sinh năm 1972 quê tại Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điên Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre, cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero Hãy nghe tôi hát. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến các bạn kết quả chính xác nhất vào bản tin sau. Hãy cùng chờ xem vào video kế tiếp. Quản lý khu hỏa táng tiết lộ hết bí mật về chiếc quan tài bí ẩn của ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị thêm một thông tin chấn động về ca sĩ Phi Nhung. Giữa loạt tin đồn Phi Nhung hiện vẫn còn sống và đang được điều trị tại Mỹ, thì mới đây chúng tôi cũng được biết vào ngày phía gia đình và quản lý phi nhung thực hiện nghi thức hỏa táng thì thời điểm đó phía ekip phi nhung đã âm thầm đánh cháo thi thể của phi nhung nhằm mục đích muốn được cô sang mỹ điều trị và sự việc này cũng được chính người quản lý tại nhà hỏa táng tiết lộ cho chúng tôi biết vậy cụ thể chi tiết của sự việc này là gì và nó có thể kinh khủng đến mức nào thì xin mời quý vị và các bạn xem hết bản tin ngay sau đây. Đừng quên hãy ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và là những người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất của ca sĩ Phi Nhung. Theo người quản lý nhà hỏa táng cho biết, vào đêm thi thể Phi Nhung được đưa vào đây, thì phía quản lý của Phi Nhung chỉ nói đơn giản rằng đây là thi hài của ca sĩ Phi Nhung và yêu cầu tất cả mọi người phía nhà hỏa táng không được tham gia nghi thức, chỉ có người thân và những người trong ekip mới được tham gia chúng tôi buộc phải ra ngoài mà không có bất kỳ sự kiểm tra hay xác minh nào chúng tôi thấy sự việc này rất kỳ lạ và có dấu hiệu mờ ám nên hôm sau đã xem lại camera và tá hỏa khi thấy cảnh phía ekip phi nhung đã đánh tráo bằng một quan tài rộng khác và còn quan tài chứa đựng thi thể của phi nhung được đưa lên xe và chở thẳng ra sân bay để tiến hành thủ tục đưa sang mỹ để hồi sinh quản lý của nhà hỏa táng cho biết chúng tôi rất sốc sau khi biết được sự việc này nhưng không dám công bố vì sợ quản lý diễm phàm cô ấy sẽ không tha cho chúng tôi nhưng sau khi có thông tin phi nhung còn sống bị lộ ra ngoài thì lúc này chúng tôi mới dám công bố sau những thông tin mà chúng tôi nhận được thì ngay lập tức chúng tôi đã có cuộc điều tra bí mật tại mỹ và được biết dường như phía gia đình của phi nhung đang có kế hoạch sẽ hồi sinh cho phi nhung bằng phương pháp đông lạnh xác đây là một phương pháp vô cùng phổ biến tại mỹ để hồi sinh người đã chết Người chết sẽ được hồi sinh trong tương lai nhờ sự tiên tiến của khoa học công nghệ. Họ coi đây là một công nghệ kỳ diệu sau khi chết, thậm chí tiến đến sự bất tử. Để đăng ký tham gia sử dụng phương pháp sống lại, một khách hàng phải trải qua những thủ tục phức tạp tại Mỹ. Trước tiên bạn phải có giấy chết hợp pháp, nếu không những người bảo quản xác sẽ bị mang tội danh giết người hoặc trợ tử. Tiếp theo các kỹ thuật viên tiêm một liều thuốc làm tim ngừng đập và khách hàng sẽ chết lâm sàng toàn thân xác được bảo quản một lớp làm lạnh làm khí quản hay tật quản cùng các nội quan không đóng băng khi nhiệt độ xuống quá thấp cuối cùng cơ thể sẽ được bảo quản trong nitơ lỏng ở nhiệt độ khoảng âm 200 độ C và sau đó từng ngày chờ đợi sự phát triển của y học thế giới hiện tại sự việc đánh tráo thi thể gây chấn động này của ca sĩ phi nhung liệu có đúng hay không chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và gửi đến những thông tin chính xác và nhanh nhất đến cho quý vị ở những bản tin sau. Hãy cùng chờ xem nhé. Sông sao chồng cũ lên tiếng, nói hết sự thật đã giấu bao lâu nay về vợ cũ Phi Nhung. Như chúng tôi đã thông tin đến quý vị trong bản tin trước, thì gần đây trên mạng xã hội liên tục rầm rộ tin đồn cho rằng Phi Nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại một trong những bệnh viện lớn nhất tại Mỹ. Thông tin này không chỉ được lan truyền trong nước, mà ngay cả những người hâm mộ Phi Nhung tại Mỹ cũng nghi ngờ độ xác thật của thông tin này để cung cấp đến cho quý vị những thông tin chính xác nhất thì chúng tôi đã liên lạc với bố ruột của wendy anh phạm trung để có buổi phỏng vấn cụ thể về tình hình hiện tại của phi nhung và những thông tin hành lang về việc phi nhung còn sống sắp hơn nữa là một thông tin chấn động mà bố wendy đã cung cấp cho chúng tôi cụ thể toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn này là gì và bí mật mà bố ruột wendy đang nắm giữ kinh khủng đến mức nào thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp bản tin ngay sau đây Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày. Cụ thể vào sáng nay, chúng tôi đã liên lạc được với bố ruột của Wendy để sắp xếp một cuộc phỏng vấn liên quan đến ca sĩ Phi Nhung. Trong cuộc phỏng vấn, anh tiết lộ rất nhiều thứ, từ sức khỏe hiện tại của Phi Nhung cho đến quá trình điều trị tại Mỹ. Sốc hơn nữa là cái chết giả dạ của Phi Nhung, anh cho biết, ngay từ giai đoạn đầu phát hiện mắc Covid-19, Phi Nhung nhập viện Gia An 115, sau đó sức khỏe chuyển nặng và phải chuyển qua bệnh viện chợ rẫy để điều trị. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn không mấy khả quan, cộng thêm lùm xùm ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường do bà Nguyễn Phương Hằng khui ra. Vậy nên gia đình đã quyết định sẽ đưa Phi Nhung âm thầm sang Mỹ để điều trị. Về việc làm đám tang giả cũng nhằm mục đích tránh né dư luận. Hơn nữa anh cho biết sức khỏe hiện nay của Phi Nhung đã ổn định hơn, có thể xuất viện sớm và sẽ có một thông báo đặc biệt quan trọng anh muốn gửi đến cho những người hâm mộ Phi Nhung. Đó là Phi Nhung sẽ về Việt Nam trong thời gian tới và quay trở lại showbiz. Đây là thông tin cực kỳ vui dành cho những ai luôn yêu mến giọng hát của ca sĩ Phi Nhung. Sau khi cập nhật những thông tin quý giá này đến người hâm mộ, thì ai nấy đều vui mừng, chúc mừng cho ca sĩ Phi Nhung đã tai qua nạn khỏi. Nhưng bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng chia làm hai lũ ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Phi Nhung giải chết như vậy là đúng, bởi có quá nhiều thị phi và lầm sầm từ trên trời rơi xuống được tạo ra bởi vị CEO nào đó. Nên việc giả chết là cách tốt nhất để dập tan mọi tin đồn và tránh những điều tiếng không hay về mình. Nhưng bên còn lại cho rằng sau khi điều trị xong thì Phi Nhung phải lãnh mọi hậu quả do mình gây ra bởi việc giả chết còn làm đám tan giả đã lấy đi không ít nước mắt của những người yêu mến Phi Nhung là một điều không chấp nhận được. Pháp luật nên vào cuộc giải quyết việc của Phi Nhung trên mạng xã hội hiện vẫn đang tranh cãi không ngừng về sự việc phi nhung vẫn còn sống còn bạn bạn nghĩ sao về sự việc này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn nhiều thông tin hơn về ca sĩ phi nhung trong bản tin sau